Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài nhôm và hợp chất của nhôm thì thầy đã làm cho em phần lý thuyết cũng như là phần bài tập rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bài 28, đó chính là luyện tập tính chất của kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng. Thì cái bài này bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại các kiến thức cần nhớ trước. Ở trong cái phần này người ta hệ thống lại kiến thức rất là cơ bản cho các em. Như vậy ở đây người ta cho chúng ta và hệ thống lại cho chúng ta biết thứ nhất thế nào là kim loại kiềm. Kim loại kiềm là ở đây nhóm 1A đây. Thầy sẽ cho em coi ở trong cái bảng tuần hoàn học này. Đây nhóm 1A này, thấy chưa nào? Nhóm này, ở đây ở phía dưới này là chu kỳ nhá. Đây chu kỳ 1, chu kỳ 2, chu kỳ 3. Còn nhóm phía trên này, nhóm 1A này, 2A này, 3B vân vân. Như vậy thì nhóm kim loại kiềm ha, thì ở đây là bắt đầu là từ gì? Liti này, natri này, kali vân vân xuống như đây được không nào? Ok, còn cái nhóm kim loại kiềm thổ này, beri, magie, canxi vân vân xuống phía dưới được chưa? Đó thì chúng trên cái bảng hệ thống tuần hoàn thì em thấy rất là rõ đúng không? Tạm thời có cái bảng hệ thống tuần hoàn ở đây. Cấu hình E trong lớp ngoài cùng này, NS1 đây, NS2 này. Tính chất hóa học đặc trưng này. Cả hai kim loại kiềm này á, nó có tính khử rất là mạnh. Nhưng mà cái anh kim loại kiềm thì nó lại có tính khử là mạnh nhất. Khử cho O nhận. Khử cho nghĩa là nhường electron. O nhận nghĩa là chất oxy hóa sẽ là nhận, nhưng mà chúng ta đang học và nghiên cứu là về cái tính khử cái kim loại mạnh nhất trong các kim loại là kim loại kiềm là có tính khử mạnh nhất. Như vậy nó sẽ dễ dàng nhường một e này, ngay chỗ đây người ta không ghi, nghĩa là người ta hình dung một e trong này, nhường một e trong ví dụ natri như này, natri thì nó trở thành na, na, na cộng cộng với e nghĩa là một e này, các hiểu chưa nào? Đó, còn cái nhóm 2 thì nó cũng có tính khử cũng rất là mạnh, ví dụ cho vào nước chẳng hạn thì nó phản ứng mạnh liệt, hai thằng này đều mạnh liệt hết, nhưng mà nó lại thua theo trình tự thì nó lại thua cái thằng kim loại kiềm này. Thầy lấy ví dụ như thằng canxi, canxi thì nó sẽ trở thành canxi 2 cộng cộng vì đây là nhiều 2 e trong em nha. Đó, còn về phần điều chế thì để mà thu được cái anh kim loại kiềm này bằng cách đó chính là điện phân nóng chảy cái muối halogen, ví dụ natri clorua chẳng hạn ha, thì ở đây chúng ta điện phân nóng chảy thì tạo thành natri cộng clo đó, rồi chính là natri clorua. Còn cái anh kim loại kiềm thổ thì cũng vậy, chúng ta cũng sẽ điện phân nóng chảy ví dụ CaCl2 thì điện phân nóng chảy tạo thành Ca cộng với clo đó. Thì chúng ta phải hết sức lưu ý ở cái phần phân biệt giữa kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ. Nhớ khi mà tác dụng với nước theo trình tự thì thằng ví dụ như có mặt kim loại kiềm và có mặt kim loại kiềm thổ thì kim loại kiềm sẽ tác dụng trước, sau đó mới tới kim loại kiềm thổ, nhớ như thế, như vậy được chưa? Một số cái hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, đầu tiên đó chính là natri hydroxit bazơ này, NaOH là bazơ rất là mạnh và đặc biệt nó tan nhiều trong nước và đồng thời nó có sự tỏa nhiệt. Đây là cái phương trình ion thu gọn của nó. Được chưa? Khi mà nó vào nước thì tạo thành Na cộng cộng OH trừ. Được chưa nào? Đây là natri hydrocarbonate nhiệt độ lên thì tạo thành Na2CO3 cộng CH cộng nước. Và cái thằng này là tác dụng được với axit và kiềm thì chứng tỏ thằng này nó thể hiện cái tính gì? Tính lượng tính của nó. Nếu một hợp chất nào đó vừa tác dụng được với axit và vừa tác dụng được với kiềm bazơ thì nó có tính chất lượng tính. Được chưa nào? Phần này người ta được học rồi. Tiếp tục em. Cái thằng Na2CO3 là muối của axit yếu và có đầy đủ tính chất chung của muối. KNO3 nhiệt độ, được chưa? Những phản ứng này phản ứng rất đặc trưng của nó nên thầy đề nghị chúng ta
đây Kaliningrad, chúng ta sẽ nhớ luôn được chưa. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ này, của kim loại kiềm rồi đây, kim loại kiềm thổ này. Ok, phản ứng này là phản ứng thuận nghịch, nó xảy ra ở hai chiều đồ này, nó giống như của cái thằng H2CO3 mà chúng ta được học. Rồi H2CO3 thì nó tạo thành CO2 cộng nước, sau đó nó sẽ hợp lại trở thành axit yếu, thì thằng này cũng vậy, thằng này thạch cao em, canxi sunfat gọi là thạch cao này. Rồi tùy theo lượng nước kết tinh có trong tinh thể ta có này, thạch cao sống này nó ngậm mấy, ngậm hai nước này, thạch cao nung nó ngậm một nước này, và thạch cao khan thì nó không có ngậm nước, nó chính là benzo4, nghĩa là nó khô rồi. Khan khô luôn ha. Nước cứng, nước cứng thì ở đây khái niệm nước cứng là nước có chứa nhiều hai cái ion, đó chính là canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Nước mềm là nước chứa ít hoặc không chứa hai cái ion này, trên hai ion này, cứng là chứa hai này mà mềm là chứa ít hoặc là không chứa hai này. Phân loại này, nước cứng có tính tính cứng tạm thời thì nó chứa hai này, nước cứng có tính cứng vĩnh cửu là chứa các muối clo này và sunfat của canxi và magie, còn nước cứng có tính cứng toàn phần là có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu, là thằng này là cộng gộp của hai thằng này, là nó chứa thằng này và đồng thời chứa cả thằng này luôn, thì nó ra được là nước cứng có tính cứng toàn phần. Cách làm mềm nước cứng, phương pháp thứ nhất đó chính là kết tủa, phương pháp thứ hai đó chính là trao đổi ion, là dùng chất trao đổi ion gọi là, người ta gọi là hạt zeolit, hạt nhựa trao đổi ion, được chưa. Những phần này thầy đề nghị chúng ta phải học thuộc để chúng ta làm cái gì phần trắc nghiệm cho nó chắc. Bây giờ thầy sẽ tiến hành làm bài tập cho các em nhé, chúng ta đi sang bài số 1. Rồi ta sẽ đi sang bài số 1 em. Ở đây cho dưới dạng trắc nghiệm, thầy sẽ hướng dẫn từ việc tự luận nha, để chúng ta nắm. Cho 3,04 gram hỗn hợp, thì tóm tắt cái đề bài chứ. Ở đây là NaOH với là KOH, tác dụng ở đây là HCl, thu được ở đây là 4,15 gam hoặc muối clorua, nghĩa là ở đây sẽ là NaCl, KCl ở đây khối lượng nó là 4,15 đúng không nào. Khối lượng của mỗi hydroxit trong hợp lần lượt là, nghĩa là ở đây chúng ta cần phải tính được khối lượng NaOH bằng bao nhiêu và khối lượng KOH bằng bao nhiêu. Để tính được khối lượng hai thằng này thì bắt buộc chúng ta phải tính được số mol. Thì bài này đó chính là hệ phương trình các em, hệ phương trình. Chúng ta sẽ gọi x là số mol, thầy cũng làm nhanh thôi các em, của NaOH, tại vì cái bài này nó dễ nên không khó. Y là số mol của KOH. Như vậy thì ở đây một phương trình sẽ dựa vào tổng khối lượng của hai thằng này, đúng không nào. Như vậy phương trình thứ nhất này, NaOH là bằng bao nhiêu, 40 đúng không, ta gọi x là số mol thằng này và y số mol thằng này. Như vậy thì x 40x cao h kali 39, thằng này 17 là 56 đúng không, y sẽ bằng 3,04 đúng chưa. Coi thử nào, viết phương trình này ra. Muối là ở đây tạo thành NaCl cộng với nước, cái này tự cân bằng rồi. KOH chắc chắn thì cũng thế thôi, nghĩa là cái hệ số của nó giống nhau em, KCl cộng với nước, chứng tỏ ở đây x thì ở đây x, y thì đây y, tại vì một phương trình nữa là chúng ta dựa vào hai thằng này. Như vậy ở đây natri là 23, thằng này là 35,5 thì cộng lại là bằng 58,5x. Ở đây là 39 cộng cho 35,5 đúng không, bằng 74,5 y, thì bằng cái khối lượng của muối là bằng 4,15.
Từ này chúng ta suy ra được x và y. Chúng ta dựa vào cái thằng này, chúng ta bấm máy tính nhé. 9 thằng kem ha. 2. 2 luôn. 40 này bằng này 56 bằng 3,04 bằng 58,5 bằng 74, 74,5 bằng 4,15 bằng. Đi à? Từ từ. 9 1 chứ. 2 trời ơi, nãy bấm 7 40 56 ra số liệu mất hồn. Rồi, 58,5 74,5 4,15. Thường người ta cho những cái hệ này thì thực chất người ta đã có sự tính toán ra những cái số rất là chẵn nha. Chúng ta bấm là ra số âm này, số lẻ là chúng ta phải xem lại nghe nha. Đây, thấy chưa? 0,02 này, x này. Như vậy x ta bằng 0,02 mol này. Y là bằng 0,04 này. Đó. Ra số rất là đẹp ha. Bây giờ chúng ta từ đây ta suy ra khối lượng của NaOH. Thì nãy chúng ta gọi nó là x mol thì nó bằng 0,02 nhân cho khối lượng mol nó là bằng 40 này. Khối lượng của KOH sẽ bằng 0,04 nhân cho nãy đây là 56 này. Đúng không? Như vậy thằng này nhân là 0,8 gram này. Thằng này thì bấm máy tính đi em, nhẩm không nổi thì bấm. Vẫn đổi nhưng mà nó là 2,24 gram này. Nhưng mà chúng ta chọn cái cặp này. Rồi, để có cái máy của thầy. Đây nghe. Đó. Được chưa? 0,82 2,24 đây. Câu D. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ bắt đầu quay cho em từ bài số 2. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok.